Rồi, hôm nay mình sẽ làm một cái video chi tiết để gửi tới cho anh em, để cho anh em ở nhà có thể tự dán được giày nhá. Đây là keo dán giày chuyên dụng. Đầu tiên những cái dụng cụ chúng ta cần, đầu tiên là phải có keo dán giày chuyên dụng này. Cái thứ hai phải có một miếng giấy nhám để làm sạch. Dụng cụ thứ ba là dây thun chuyên dụng. Quan trọng nhất là phải có giày bong thì chúng ta mới có để cái sản phẩm chúng ta làm. Đây chưa? Đây là đôi giày bị bong đế, để lâu quá không đi thì cái keo đế nó bị khô, bị bong. Thì bây giờ chúng ta sẽ thao tác, rồi mình sẽ làm nhanh nhá. Đầu tiên chúng ta sẽ làm sạch. Đây, chúng ta sẽ lấy cái nhắn ra làm sạch. Làm sạch cái lớp đất, lớp keo. Chúng ta làm càng kỹ thì keo nó càng dính. Hai được rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ quét keo. Keo này các bạn chú ý nhá, chúng ta sẽ quét đều, không bị dày quá mà cũng không có mỏng quá. Chúng ta sẽ quét đều và chúng ta phải để cho hai mặt cùng khô. Chúng ta sẽ phải để cho từ 20 đến 30 phút để cho khô. Còn nếu mà chúng ta có máy sấy tóc ấy, chúng ta sẽ sấy khô thì nó sẽ khô nhanh hơn. Vấn đề ở đây là hai mặt phải cùng phải khô. Và đây là keo dạng như keo hai mặt. Nếu chúng ta có máy sấy thì chúng ta sẽ sấy để cho nó nhanh khô. Thì chỉ cần sấy khô là ok. Rồi chúng ta sấy khô rồi chúng ta sẽ dán vào. Rồi ok chị. Là thành 4.4. Sau đó chúng ta dán xong chúng ta sẽ kiên cố vào nha. Bằng dây thun. Rồi chúng ta sẽ kiên cố bằng dây thun. Ok, và sau đó chúng ta sẽ để trong vòng 24 tiếng thì chúng ta sẽ bung ra là chúng ta sẽ sử dụng được. Để mai mình sẽ bung ra. Ok rồi. Rồi, ok. Sau 24 tiếng thì bây giờ mình sẽ bung ra nhá. Mình sẽ bung ra. Mình sẽ test cái độ chắc chắn. Ok anh em nhé. Ok.